đối với chị em nào mà chúng ta sử dụng rất rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền nhưng mà vẫn tỏ ra là không có hiệu quả và da rất là lì, không, hầu như là không có hấp thụ được mỹ phẩm nhiều vào trong da, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ siêu thay da nano thế hệ mới này để loại bỏ toàn bộ những cái lớp sừng hóa, những cái lớp da cũ, thay thế một cái lớp da mới, và từ đó thì khi mà sử dụng mỹ phẩm thì chị em chúng ta sẽ thấy làn da chúng ta nó sẽ được hấp thụ mỹ phẩm nhiều hơn. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả đạt được trên cái nền da của chúng ta mới được thay thế nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với cái nền da cũ của chúng ta nha. Và đặc biệt nữa thì ngay bây giờ thì em Huế sẽ thực hiện ngay cái liệu trình này ở trên gương mặt của em. Gương mặt của em thì đã được làm sạch rồi và bây giờ thì em sẽ thực hiện ngay cái bộ vi kim này để thay da một lần nữa trên gương mặt của em. Bởi vì em vừa mới đi biển về có 2 ngày thôi và sau 2 ngày thì em thấy rằng là cái lượng da chết bắt đầu có hiện tượng đẩy lên trên bề mặt da, nên là em sẽ sử dụng cái bộ vi kim này để thay da, để loại bỏ toàn bộ cái lượng da chết đó. Và bây giờ thì chị em chúng ta sẽ cùng theo dõi xem cái quy trình thay da của Huế như thế nào nhé. Đây là một cái quy trình chuẩn ở tại các spa và các thẩm mỹ viện hiện nay. Ở đây thì Huế sẽ chuẩn bị một cái bát và một cái chổi khô. Cái bát và cái chổi khô này thì sẽ được sử dụng để chúng ta có thể hoạt hóa được cái lượng tảo và lượng AHA. Sau đó thì chúng ta sẽ có sẵn cái lượng tảo và lượng AHA này để chúng ta có thể mix. Ở đây thì trong cái bộ sản phẩm này nó sẽ được chia ra làm 4 lần tương ứng với 4 tuần sử dụng. Với những cái làn da nào khỏe thì chúng ta sẽ 1 tuần thì chúng ta sẽ sử dụng 1 lần. Còn đối với những cái làn da mà mỏng, đỏ, yếu, lộ gân máu hoặc là những cái làn da mà đã sử dụng những cái phương pháp laser, sử dụng những cái phương pháp bóc tách trước đây nhưng mà không có hiệu quả thì chúng ta sẽ để tầm khoảng 10 ngày trở lên thì chúng ta sẽ thay da 1 lần. Liệu trình của nó là 4 lần nhé các chị nhé. Ở đây thì nó sẽ đánh số thứ tự từ số 1, số 2, số 3, số 4 và chúng ta sẽ lấy thứ tự lần lượt từng lần một để chúng ta có thể làm theo đúng tất cả những cái quy trình khoa học nhất ở tại các bệnh viện thẩm mỹ ở tại Hàn Quốc. Ở đây thì ngày hôm nay thì em Huế đang áp dụng cái liệu trình là số bước số 1 và bây giờ thì em sẽ lấy cái tảo ở bước số 1 để có thể hoạt hóa được toàn bộ những cái sừng hóa và những cái lượng mà da chúng ta bị nhăn trùng chảy xệ và trùng nhão ở trên bề mặt da chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Ở đây thì Huế sẽ lấy một cái lượng tảo ở bước số 1 này. Sau đó thì chúng ta sẽ bóc ra. Chúng ta sẽ bóc ra nha. Đây, chúng ta sẽ bóc cái lượng tảo ở bước số 1 này. Bóc ra. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ toàn bộ cái lượng tảo này vào trong một cái bát. Bát và chổi này thì bên Huế sẽ tặng cho các chị nha. Nhưng mà bát và chổi này thì các chị lưu ý là chúng ta phải để ở chế độ khô để cho cái lượng tảo của nó không bị tác động bởi những cái nước cất hoặc là những cái thành phần nước ở bên ngoài tác động vào trong cái quá trình mà chúng ta peel ra. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái dung dịch AHA và BHA. Huế sẽ bóp toàn bộ cái dung dịch AHA và BHA này để trộn với dung dịch tảo. Đây, chúng ta sẽ bóp AHA và BHA như thế này để trộn với dung dịch tảo nha các chị nha. Đó. Lấy 100% cho em, các chị lấy 100% cho em. Rồi. Sau khi mix cái bột tảo cộng với cái AHA BHA này thì bây giờ thì mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Sau đó thì em sẽ trực tiếp em sử dụng trên gương mặt của em ngay bây giờ để cho các chị có thể thấy được cái sự thần kỳ khi mà chúng ta sử dụng những cái liệu trình thay da như thế này nha các chị nhá. Này, chúng ta sẽ trộn mix đều lên như thế này cho em. Cái thời gian đối với cái da khỏe thì thời gian ủ ở trên mặt nó sẽ là tầm khoảng từ 5 cho đến 7 phút cái dung dịch này. Còn đối với những cái nền da mà chúng ta thấy là nền da chúng ta mỏng, đỏ, yếu, dễ bị kích ứng thì chúng ta sẽ để tầm khoảng dưới 5 phút thôi để cho cái da chúng ta nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái sợi kim quá lâu ở trên bề mặt da của các chị em. Đó. Sau khi trộn bột tảo này thì chúng ta sẽ đến cái quá trình là chúng ta sẽ bôi bột tảo ở trên bề mặt da của chúng ta nhé các chị em nhé. Và bây giờ thì Huế sẽ thực hiện ngay trên gương mặt của em ngay bây giờ đây ạ.
biệt nữa là đối với những chị em nào mà làn da của chúng ta tỏ ra rất là mẫn cảm, dễ bị kích ứng và làn da của chúng ta nó bị mỏng yếu, thì chúng ta có thể sử dụng một lớp gel lô hội này bôi trên mặt như em Huế 15 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ để lớp gel lô hội khô một cách tự nhiên. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng nước sạch để lau đi, sử dụng nước hoa hồng để lau lại một lần trước khi mà đưa cái dung dịch AHA, BHA và cái tảo lên trên bề mặt da và ủ tầm khoảng 5 phút, thì chúng ta sẽ để cái lớp gel này tầm khoảng 15 phút nha các chị nhé. Đó, chúng ta có thể mua cái size này là size của spa, là size to, và chúng ta có thể mua cái size nhỏ để chúng ta giúp cho làm cho cái lớp da của chúng ta nó sẽ giảm được cái sự kích ứng ở trên bề mặt da, và đặc biệt nữa nó sẽ giảm được cái hiện tượng sưng đỏ rát ở trên bề mặt da đối với những cái làn da bị mẫn cảm. Còn đối với những cái làn da bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này một cách bình thường nha các chị em nha. Sau khi đã ủ cái dung dịch mà gel lô hội ấy ở trên bề mặt da của em được tầm khoảng 15 phút rồi, thì ngay bây giờ thì em ấy sẽ lau mặt đi và em sẽ ủ cái bột dung dịch tảo AHA và BHA trên gương mặt của em nhé, để cho các chị có thể trực tiếp chứng kiến cái sự thay đổi trên làn da của em Huế ngay khi mà sử dụng những cái sản phẩm như thế này nha các chị nha. Để có được một cái làn da như hiện tại thì em Huế đã trải qua một cái quá trình, em đã sử dụng đến hai bộ peel da như thế này để có thể giúp cho da của em nó loại bỏ toàn bộ những cái nhược điểm. Em chút nữa thì em sẽ cho các chị xem cái làn da cũ của em trước đây bị nám, bị sạm, bị tàn nhang, đồi mồi, lỗ chân lông to và mụn rất là nhiều. Nói chung là làn da của em trước đây không được đẹp lắm. Thế nhưng mà bây giờ hiện tại, ở cái thời điểm hiện tại, thì em có thể tự tin sâu mật mộc cho các chị mà em sử dụng toàn bộ những cái sản phẩm này, chứ không có sử dụng bất cứ một cái công nghệ nào hết để có thể là loại bỏ toàn bộ những cái nhược điểm của làn da của em nhé các chị nhé. Cái này thì các chị có thể kiểm chứng ở rất nhiều những cái livestream trước đây mà em đã từng livestream để giới thiệu, cũng như là các chị có thể xem được cái livestream trước đây của em ở trên fanpage để các chị có thể thấy được cái làn da trước đây của em như thế nào và hiện tại làn da của em đã được cái thay đổi như thế nào nhé các chị nha. Đó, sau khi mà chúng ta đã sử dụng cái AHA và BHA, cái gel Lano này, thì chúng ta sẽ sử dụng một lớp nước hoa hồng để cân bằng lại cái độ pH ở trên nền da và giúp loại bỏ, làm sạch sâu toàn bộ những cái nền da của chị em chúng ta khi mà trước khi mà chúng ta đã sử dụng đến cái tảo Nano. Rồi, ok. Bây giờ thì chị em chúng ta sẽ vào đến cái bước đầu tiên trong cái quá trình vi kim. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái AHA, BHA. Và ở đây thì em đã mix sẵn cái các bước rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được một cái dung dịch như thế này nha các chị em nhé. Bây giờ thì em Huế sẽ trực tiếp bôi cái dung dịch tảo với AHA và BHA ở trên gương mặt em để bắt đầu vào cái quy trình mà thay da trong thời gian là tầm khoảng 5 phút. Da của em thì là cái nước da khá là khỏe, cái nền da của em thì bây giờ hiện tại thì nó khá là khỏe rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ để tầm khoảng 5 phút để ủ cái hỗn hợp này ở trên nền da để giúp cho da của chúng ta nó sẽ đẩy toàn bộ những cái kim ấy, những cái kim tảo ấy vào sâu trong da, và đặc biệt nữa là nó sẽ loại bỏ được cái lớp sừng ở trên bề mặt da, những cái lớp da cũ, những cái lớp da mà cần được loại bỏ để thay thế một cái làn da mới trong vòng 28 ngày với 4 phiên lần thực hiện như thế này nhé các chị nhé. Đây, em sẽ quét cái dung dịch này và để trên da của em tầm khoảng 5 phút thôi ạ. Em sẽ để trên da của em tầm khoảng 5 phút để loại bỏ toàn bộ những cái lớp da bị nám, da bị sạm, da bị tàn nhang, da bị đồi mồi, thì các chị cũng để cho em tầm khoảng 5 cho đến 7 phút như thế này. Và kể cả da của các chị nào mà đã đẹp rồi nhưng mà chúng ta muốn giữ cho cái làn da chúng ta nó đẹp mãi và nó luôn luôn được thay mới, luôn luôn căng bóng, trắng sáng, có thể soi được gương và nó luôn luôn có cái sự mịn màng trắng, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này để chúng ta peel. Một năm thì chúng ta có thể, như em là một năm em peel 4 bộ, là 3 tháng em peel 1 bộ. Còn nếu như mà trong trường hợp các chị nào mà ngại peel thì một năm chúng ta có thể peel 2 đến 3 bộ để giúp cho da chúng ta luôn luôn được thay mới. Bởi vì ở cái độ tuổi 40
trở lên hoặc độ tuổi trên 35 trở lên thì cái lượng collagen, elastin và những cái lượng da mà bị cái sự oxy hóa trên bề mặt da của chúng ta đã diễn ra rất là mạnh mẽ. Chính vì thế nên nếu như chúng ta không kích thích bằng những cái sản phẩm peel da như thế này thì những cái lớp tế bào mới nó sẽ không được đẩy lên để thay thế cho những cái lớp tế bào cũ, và do đó là cái việc dưỡng da của chúng ta nó sẽ tỏ ra không có hiệu quả nhiều, hoặc là độ hấp thụ đối với những cái phần dinh dưỡng ở trên cái bề mặt da của chúng ta nó sẽ giảm hiệu quả đi rất là nhiều nha các chị nhé. Đó, bởi vì là da chúng ta, cấu trúc da gồm có 3 lớp, lớp hạ bì, lớp trung bì và lớp thượng bì. Thì ở trên lớp thượng bì, cấu trúc của nó lại gồm có 5 lớp, lớp sừng này, lớp bóng này, lớp gai, lớp hạt và lớp đáy. Thì với 5 cái lớp này thì da chúng ta nó sẽ gần như lớp sừng là lớp mà không cần nhiều dinh dưỡng, nhưng mà lớp sừng là lớp ngoài cùng để bảo vệ, nó có một cái màng axit để bảo vệ da chúng ta khỏi những cái vi khuẩn có hại từ môi trường tác động vào trong da chúng ta. Nhưng nếu như mà chúng ta không loại bỏ được cái lớp sừng đó trên bề mặt da thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà dưỡng da hoặc là đưa mỹ phẩm vào trong da của chúng ta nó sẽ tỏ ra kém hiệu quả. Do đó là chúng ta dưỡng rất nhiều các sản phẩm đắt tiền nhưng mà cái hiệu quả của nó vẫn cao, không cao và không đạt được như là chúng ta mong muốn. Chính vì thế nên một năm thì các chị em của chúng ta nên peel da từ khoảng 3 cho đến 4 lần để giúp cho cái quá trình dưỡng da của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, và đặc biệt nữa là đạt cái hiệu quả tối đa khi mà chị em chúng ta sử dụng mỹ phẩm nha các chị nhé. Sau khi mà em đã ủ ở trên mặt em cái dung dịch tảo và AHA, BHA được tầm khoảng 5 phút rồi thì ngay bây giờ thì em Huế sẽ lấy cái dầu Crepe Oil ở trong cái bộ vi kim này để em ngay lập tức thì em sẽ bôi lên trên mặt để loại bỏ toàn bộ cái lớp sừng hóa ở trên bề mặt da của em Huế. Sau khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì các chị sẽ thấy có một cái điều vi diệu là cái làn da chúng ta nó sẽ được bóc tách ngay lập tức và được thay mới ngay lập tức. Em sẽ cho các chị xem cái da của em cũ trước đây. Đây là cái làn da cũ của em trước đây khi mà em chưa sử dụng bộ sản phẩm vi kim. Đó, các chị thấy là làn da của em là thứ nhất là có mụn này, thứ hai nữa là bị tàn nhang, đồi mồi, lỗ chân lông to, mắt thì rất là thâm và làn da rất là thô. Đó, đây là làn da của em trước đây và bây giờ thì em đã sử dụng bộ vi kim bộ thứ hai rồi. Đây là bộ vi kim thứ hai em mới sử dụng và bây giờ thì em sẽ sử dụng cái dầu Crepe Oil này để em có thể loại bỏ được cái lớp da trùng nhão chảy xệ và những cái lớp da mà bị sừng hóa trên bề mặt da của em nha. Đây, chúng ta sẽ lấy một lượng dầu Crepe Oil như thế này để bôi đều khắp toàn bộ trên bề mặt da. Chúng ta sẽ bôi đều nha các chị nhé. Khi mà bôi thì nó sẽ có một cái cảm giác hơi châm chích nhẹ một chút. Hơi có hiện tượng châm chích nhẹ chứ không phải là không có hiện tượng gì, mà hơi có hiện tượng châm chích nhẹ nhưng mà nó không gây đau, không rát và không có đỏ nha các chị em nhé. Đó, chúng ta chỉ lấy một cái lượng dầu vừa phải thôi ạ, vừa đủ nhé, để có thể là làm ướt lại toàn bộ cái lớp da cần phải loại bỏ. Đó, sau đó thì như thế này, các chị dùng tay ấn như thế này cho em. Các chị dùng tay ấn như thế này cho em. Các chị thấy là nó ra cái lớp da chết đúng không? Sừng hóa ở trên bề mặt da đúng không? Đó, khi mà dùng tay ấn như thế này thì ngay lập tức những cái lớp tế bào chết, những cái lớp tế bào sừng hóa và những cái lớp tế bào mà bị lão hóa ở trên bề mặt da nó sẽ được loại bỏ ngay lập tức. Các chị thấy không? Các chị cái này thì chúng ta có thể làm ở tại spa cũng được, hoặc chúng ta có thể làm ở tại nhà cũng được. Bởi vì như em là cái quy trình này là em vừa live stream, em vừa giới thiệu cho các chị và em vừa thực hiện luôn ở trên làn da của em. Đây là cái làn da em vừa mới đi biển về nha các chị nha. Vừa mới đi biển về, nhưng mà thực ra thì cái làn da này của em nó không bị bắt nắng đâu. Bởi vì em có rất là nhiều cách để có thể bảo vệ da trước khi mà đi biển. Nhưng mà sau khi đi biển về xong thì bởi vì do mình tiếp xúc với những cái khí hậu thời tiết nó không phù hợp với những cái nơi mà em vẫn đang sống, nên là làn da nó có cái độ thô, nó không có cái độ căng bóng như bình thường, nên em sẽ peel tiếp. Em sẽ peel lớp da đó để loại bỏ đi và thay một lớp da mới. Sau 28 ngày sử dụng cái bộ siêu vi kim nano thế hệ mới này thì với những cái tinh thể tảo dạng siêu nhỏ nó sẽ xuyên được xuống dưới lỗ chân lông của các chị, và đặc biệt nữa nó không để lại những cái vấn đề liên quan đến đỏ, đau và rát, bởi vì những cái tảo này nó dạng siêu nhỏ, nó không to, không thô giống như là những cái tảo cũ trước đây mà các chị đã từng sử dụng. Và đặc biệt nữa thì sau 28 ngày những cái da bị nám này,
bị lão hóa này, bị sừng hóa này, hoặc là những cái da mà bị tàn nhang đồi mồi, hay là những cái da mà bị mụn đầu đen này, mụn cá, mụn ẩn, và đặc biệt nữa là những cái mụn mà cứ tái đi tái lại nhiều lần ấy, nó sẽ được loại bỏ toàn bộ trong 28 ngày với 4 lần sử dụng bộ sản phẩm siêu thay da sinh học thế hệ mới nhất, được các spa thẩm mỹ viện và các bệnh viện uy tín ở tại Hàn Quốc đang sử dụng trong liệu trình điều trị da rất là tốt. Đặc biệt nữa thì với những cái quý cô nào, những cái chị nào mà đã có sở hữu cho mình một cái làn da đẹp rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ siêu vi kim nano này để chúng ta giúp cho duy trì cái làn da đó, nó không bị lão hóa, không bị những cái dấu hiệu nám sạm, tàn nhang, đồi mồi và những cái dấu hiệu mà sạm xỉn màu ở trên bề mặt da của các chị em. Chúng ta sẽ luôn giữ được một cái làn da căng bóng, trắng sáng, mịn màng, không tì vết nhá. Đó, các chị thấy là khi mà tay em Huế ấn lên đâu thì toàn bộ những cái lớp da chết, những cái lớp da thừa nó sẽ được loại bỏ đến đó. Đó, nó rơi dần á. Các chị nhìn thấy nó rơi dần không? Cái này của nó, dầu Grip Oil này của nó là dạng gel, dạng dầu á, nó không phải là dạng gel, nên toàn bộ những cái lớp da mà em Huế lấy ở đây thì toàn bộ là cái lớp da chết, da trùng nhão chảy xệ, và những cái lớp da này là những cái lớp da mà cần loại bỏ nha các chị nhá, chứ nó không phải là dạng gel, nên là các chị yên tâm, đây không phải là dạng gel mà đây là lớp da của chúng ta. Các chị có thể so sánh này, em làm nửa mặt như thế này để các chị có thể so sánh này. Và đặc biệt nữa là những cái nếp nhăn, những cái nếp nhăn ở vùng mắt này, khi mà các chị sử dụng cái này vào thì nó sẽ làm tăng sinh cái lượng collagen và elastin ở dưới cái vùng da của chúng ta, làm căng đầy những cái nếp nhăn cho những cái da mà bị lão hóa, bị nhăn nheo, bị chảy xệ. Các chị có thể so sánh này, nửa bên này em ấy đã loại bỏ được cái lớp da trùng, da chết rồi. Nửa bên này là em đã loại bỏ được toàn bộ những cái lớp da mà cần loại bỏ rồi bằng cái bộ vi kim này rồi. Còn nửa bên này là em chưa có tác động vào. Các chị đã nhìn thấy rõ hai bên nó đã có cái sự khác biệt. Một bên thì đã sáng hơn rất là nhiều, bóng hơn, căng hơn và mịn hơn. Còn bên này thì khi mà chúng ta chưa loại bỏ thì cái lớp da nó vẫn có hiện tượng bị sần sùi, đúng không ạ? Tại vì là em vừa mới đi biển về. Đó, thì các chị có thể nhìn thấy rất là rõ luôn hai cái bên da này, để các chị em có thể so sánh. Đây, cái phần này, phần mũi này thì em đã làm rồi, và các chị nhìn này, em đẩy lên đến đâu, tay em đưa đến đâu thì nó sẽ ra cái lớp da chết đến đấy, và nó sẽ loại bỏ những cái lớp da mà cần loại bỏ đến đấy, các chị nhìn này. Bây giờ thì em sẽ làm nốt bên này các chị nhá. Chúng ta sẽ ấn chứ chúng ta không xoay, không xoa xoa như này, mà chúng ta sẽ ấn như thế này thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ loại bỏ những cái da chết, da thừa, trùng nhão chảy xệ của các chị ra. Đây, các chị nhìn nha. Đây, em đang làm đây, các chị nhìn nha. Các chị nhìn và các chị so sánh cái làn da của em đang làm với cái làn da cũ trước đây của em ở bên phía mặt này nhá. Các chị nhìn này, nó rất là nhiều những cái đốm tàn nhang đồi mồi đó, những cái đốm tàn nhang đồi mồi, dấu hiệu lão hóa, lỗ chân lông to rất là nhiều. Và bây giờ đây, sau khi em sử dụng bộ vi kim này là bộ thứ hai, thì toàn bộ những cái đốm tàn nhang, đồi mồi, những cái nám sạm ở trên bề mặt da của em đã được loại bỏ đi rồi. Đó, các chị nhìn nha. Đó, chúng ta ấn đến đâu thì toàn bộ cái lớp da nó sẽ ra đến đấy. Nó có một cái điều đặc biệt này, đối với những cái spa và các thẩm mỹ viện thì rất là đau đầu, vì khi mà sử dụng cái vi kim cũ thì khách hàng rất là đau, rát và đỏ. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái vi kim này thì đặc biệt là nó sẽ không có bất cứ một cái hiện tượng đau rát đỏ gì hết. Nó chỉ hơi có hiện tượng châm chích nhẹ 1-2 phút đầu khi mà chúng ta bôi cái dung dịch AHA, BHA với cái lượng vi tảo ở trên bề mặt da của các chị thôi. Sau đó thì nó sẽ hết ngay nhá các chị nhá. Nó sẽ không để lại bất cứ một cái cảm giác gì khó chịu ở trên bề mặt da của các chị em khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Đó, thế nên là ở đây người ta mới nói đây là cái công nghệ hot trend cho spa và thẩm mỹ viện năm 2020. Bởi vì sao? Bởi vì là nó là một trong những cái sản phẩm mà nó loại bỏ được những cái nhược điểm của những cái sản phẩm cũ. Đó, và đặc biệt nữa là chúng ta không cần phải chờ 3 đến 5 ngày như trước đây là phải chờ 3 đến 5 ngày thì da lúc đầu nó đỏ lên, nó sạm lại, sau đó thì nó mới bong. Mà ở cái bộ vi tiêu da này thì da của các chị là sẽ không có hiện tượng đau rát đỏ, và đặc biệt nữa là làn da chúng ta nó sẽ được loại bỏ ngay khi mà chúng ta thực hiện cái trong cái liệu trình tiêu da, chỉ mất tầm 15 phút thôi.
để chúng ta có thể loại bỏ được lớp da mới này. Đó, và chúng ta có thể làm hoàn toàn, chúng ta có thể làm ở tại spa hoặc chúng ta có thể làm ở tại nhà được nhá các chị nhá. Đó, cái lớp da này nó được loại bỏ theo cái tay của em ấn đến đâu thì cái lớp da chết, da thừa nó sẽ được loại bỏ ngay đến đấy các chị yêu ha. Đó, nên đối với các spa hiện nay mà được sở hữu cái công nghệ này, spa nào mà được sở hữu cái công nghệ này là gần như là rất là ok luôn. Thứ nhất, khách hàng không đau đỏ rát, cái thứ hai không phải kiêng khem nghỉ dưỡng, cái thứ ba nữa là khách hàng sẽ không bị hiện tượng tăng sắc tố. Bởi vì sao? Bởi vì cái lượng mà tảo mà đưa vào da nó sẽ theo từng lần. Số 1 là có 0,25 gram tảo, số 2 là 0,5 gram, số 3 là 0,75 gram và số 4 là 1 gram tảo. Thì với cái lượng tảo được đưa một cách khoa học như vậy và tỷ lệ mà ANA, BSA rất là hợp lý thì chúng ta sẽ thấy là da của khách hàng nó sẽ không bị hiện tượng kích ứng, đỏ, sưng, rát. Và đặc biệt nữa là da khách hàng nó sẽ có một cái hệ miễn dịch rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình tiêu này. Đó, với cái kim đầu kim siêu nano là một trong những cái công nghệ gọi là mới nhất, tiên tiến nhất hiện nay, chứ không phải là cái đầu kim mà dạng thô to hình lục giác giống như trước đây khi mà đâm vào da thì nó rất là đau. Nhưng mà với cái đầu kim siêu nano này thì chúng ta sẽ thấy là da chúng ta là sẽ rất là đẹp. Và đặc biệt nữa là khi mà làm cái sản phẩm này thì ngày hôm sau các chị sẽ thấy rằng là làn da chúng ta, những cái mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn cám nó sẽ tự trồi lên trên bề mặt da chúng ta và nó sẽ được loại bỏ khi mà chúng ta rửa mặt, mà chúng ta không cần phải tác động lấy nhân mụn nha các chị nhé. Đó. Đó, sau khi làm xong thì da của chúng ta sẽ thấy rằng da chúng ta ngay lập tức nó đã được sáng hơn, trắng hơn đây. Và em sẽ lau đi, chúng ta sau khi mà chúng ta loại bỏ toàn bộ được cái lớp da thừa, da chết rồi, lớp sừng hóa trên bề mặt da rồi và những cái lớp da sạm xỉn màu rồi, thì chúng ta sẽ lấy cái nước sạch ấy. Đó, nước sạch là nước mà chúng ta đun sôi và chúng ta có thể uống được. Sau đó thì các chị sẽ lau qua một cái lớp nước sạch cho em ấy nha. Đó, em làm như thế này là thấy là các chị có thể nhìn thấy rất là rõ là da của em là không có hiện tượng đỏ, không có hiện tượng rát. Bởi vì nếu mà đỏ mà rát thì em sẽ không thể nào mà làm như thế này, vừa làm vừa nói như thế này cho các chị được. Nó rất là đau đúng không ạ? Động đến đâu là nó nhăn nheo đến đấy, nó phải nhăn mày, nhăn mặt hoặc là da nó sẽ đỏ rát. Nhưng mà ở đây thì các chị thấy hoàn toàn là em không có bất cứ một cái cảm giác gì. Nói chung là làm tiêu da nhưng mà vẫn rất là tươi tỉnh như thế này, nói chuyện với các chị như thế này là các chị phải biết rằng là cái làm cái việc mà làm tiêu da như thế này nó rất là nhẹ nhàng. Đặc biệt là các chị thấy là nó sẽ không bị sợ nó bị tăng sắc tố nha các chị nhá. Đó. Đối với những cái làn da nào khi mà cái đưa cái vi kim này vào thì nó sẽ có như thế này. Một phần nó sẽ được loại bỏ toàn bộ cái lớp sừng ở trên bề mặt da của các chị ra rồi. Còn phần còn lại thì cái lượng vi kim nó sẽ đi sâu vào lớp trung bì của da, nằm ở đó và tan ra liên tiếp trong vòng 72 tiếng để nó sửa chữa những cái khuyết điểm ở trên cái vùng da của các chị. Chị nào bị nám, chị nào bị tàn nhang, chị nào bị đồi mồi, chị nào bị sạm da, hay là chị nào mà da bị nhăn trùng chảy xệ, có nhiều nếp nhăn. Và đặc biệt nữa là chị nào mà da lỗ chân lông to, dầu nhiều, rồi mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn cám nhiều, thì nó sẽ sửa chữa liên tiếp những cái nhược điểm về da đó trong thời gian liên tiếp là 72 tiếng sau khi mà chúng ta đã làm vi kim như thế này. Chứ không phải là nó làm vi kim xong là nó đã kết thúc cái quá trình mà sửa chữa khuyết điểm ở trên da đâu. Loại bỏ một phần những cái lớp da ở trên nó chỉ là một phần nhỏ trong cái vấn đề mà thay da thôi. Còn lại cái vấn đề thay da là nó sẽ đưa ra những cái lớp tế bào mới để đi lên thay thế cho những cái lớp tế bào cũ bị sừng hóa ở trên bề mặt da của các chị trong thời gian là chúng ta sẽ trong thời gian 72 tiếng nhé các chị nhé. Đó, và bây giờ thì các chị có thể theo dõi này, so sánh và theo dõi này cái sự thay đổi làn da của em Huế khi mà sử dụng đến bộ vi kim bộ thứ hai. Đây, các chị thấy không, khi mà em sử dụng vi kim bộ thứ hai thì làn da của em ở bên ngoài em cũng rất là tự tin. Nếu mà các chị có thể qua trực tiếp văn phòng của em ở 61 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội để có thể gặp gỡ trực tiếp em và có thể nhìn thấy rõ cái làn da của em ở bên ngoài, để cho các chị yên tâm là ở đây là em không có sử dụng phần mềm hay công nghệ máy móc gì nhá các chị nhá. Đó, và đây là làn da của em trước khi mà em vi kim cách đây nửa năm ấy. Trước khi mà em vi kim bộ thứ hai thì làn da của em này
lỗ chân lông to, dầu nhiều, mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen, da rất là thô. Và đặc biệt nữa là nó bị nhăn ở cái phần rãnh cười và vùng mắt rất là nhiều, thâm mắt. Đó. Thế nhưng mà hiện tại thì với cái làn da như thế này thì hoàn toàn là em ấy tự tin để mặt mộc, để cho các chị có thể chứng kiến được cái sự thay đổi hoàn toàn, lột xác hoàn toàn sau hai bộ vi kim mà em sử dụng. Em là sử dụng bộ vi kim là bộ này là bộ thứ hai rồi. Các chị thấy không, khi mà em peel ra cái lớp da này, nó ra nhiều như thế này này. Đây là lớp da mà được loại bỏ nhá các chị nhá. Lớp da được loại bỏ nó ra rất là nhiều. Đó, các chị nhìn thấy đó, da rất là nhiều luôn. Và với những cái lớp da như thế này thì các chị biết rằng là chúng ta, việc dưỡng da của chúng ta nó sẽ không có hiệu quả nhiều đâu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta cứ để nguyên cái lớp da này để chúng ta dưỡng da thì chắc chắn là cái hiệu quả điều trị trên cái nền da của các chị nó sẽ rất là kém hiệu quả. Và ở đây, sau khi mà đã loại bỏ được cái lớp sừng hóa rồi, những cái lớp mà da chết, da thừa, da bị vấn đề lão hóa rồi, thì em Huế sẽ sử dụng cái tế bào gốc tái tạo da. Trong vòng 28 ngày em sẽ sử dụng cái tế bào gốc để tái tạo da B-cell này. Cái tế bào gốc này là một trong những cái dòng tế bào gốc đang rất là hot ở các spa và các thẩm mỹ viện ở tại Hàn Quốc. Tại sao? Bởi vì là ví dụ như những cô dâu mới chuẩn bị về nhà chồng, hoặc là những cái ngôi sao mà chuẩn bị đi sự kiện, thì người ta sẽ sử dụng cái sản phẩm B-cell này để người ta làm cho cái da của người ta nó đẹp hơn, đẹp gấp trong thời gian là khoảng 1 tuần. Thì với cái tế bào gốc B-cell này, cái nền của nó không phải nền nước mà nền của nó là nền thực vật, và với dung tích là 7ml này chúng ta có thể sử dụng là được tầm khoảng 10 cho đến 15 ngày nhé các chị nhé. Bởi vì sao? Bởi vì cái sản phẩm này thì nó là một trong những cái sản phẩm mà có thể nói là dẫn đầu xu thế. Em luôn luôn muốn đưa những cái sản phẩm mà dẫn đầu xu thế về để cho các chị có thể sử dụng. Bởi vì hiện nay công nghệ thẩm mỹ, mỹ phẩm ở trên thế giới rất là phát triển, nhưng mà những cái dòng sản phẩm mà trị liệu chuyên sâu, mang cái tính trị liệu chuyên sâu và có khả năng điều trị được những cái bệnh lý về da thuộc cái dòng thẩm mỹ, thì hiện nay B-cell nó đang là một trong những cái sản phẩm dẫn đầu như vậy. Và sau khi mà em đã lấy nước em lau toàn bộ mặt rồi thì đến bây giờ là em sẽ sử dụng một cái nước hoa hồng. Nước hoa hồng này là nước hoa hồng dòng làm trắng white. Em sẽ sử dụng nước hoa hồng để lau lại toàn bộ những cái da ở trên vùng mặt của em nha. Đó, em sẽ lau lại bằng nước hoa hồng như thế này để cân bằng lại cái độ pH, và đặc biệt nữa là làm sạch lại thêm một lần nữa trên cái nền da của em. Rồi ok các chị nha. Sau khi lau nước hoa hồng xong rồi thì em sẽ sử dụng cái tế bào gốc B-cell này để bôi một lớp trước khi mà em đắp mặt nạ. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc B-cell này trong suốt cái quá trình mà thay da 28 ngày. Hiện tại thì trong tháng 7 này thì em vẫn đang có cái chương trình là mua 3 tặng 1 cho cái tế bào gốc B-cell này nha các chị nhá. Mua 3 tặng 1 cho cái tế bào gốc B-cell này. Giá của nó là 350.000 một ống. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc B-cell để bôi lên trên bề mặt da. Sau đó thì đến bước tiếp theo. Sau khi bôi tế bào gốc xong thì đến bước tiếp theo là em sẽ sử dụng một cái mặt nạ song biển. Cái miếng mặt nạ song biển này là miếng mặt nạ song biển được sử dụng trong cái quá trình mà sử dụng cái vi kim, và đặc biệt là trong những cái liệu trình xâm lấn như là chúng ta sử dụng laser, chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà liên quan đến laser này, lăn kim, vi kim này, hoặc là chúng ta sử dụng đến những cái sản phẩm mà liên quan đến xâm lấn vào da và làm tổn thương ở trên bề mặt da, hoặc là những cái da nào mà đang mỏng đỏ yếu, những cái da nào mà chúng ta đang cần phải cải thiện những cái hệ mạch máu ở dưới da, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ song biển này cho Huế nha. Các chị sẽ làm ướt cái tấm mặt nạ này trên cái tấm này, trên cái khay nhựa này. Chúng ta sẽ làm ướt toàn bộ cái mặt nạ song biển này nhá, trên cái khay nhựa, để sau đó thì chúng ta sẽ để một chút và chúng ta sẽ đắp lên mặt tầm khoảng 15 phút. Thì với cái 15 phút này thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là miếng mặt nạ mà đã được làm ẩm rồi, và bây giờ thì em Huế sẽ đắp lên trên mặt tầm khoảng 15 phút sau khi bôi cái tế bào gốc, để làm cho cái quá trình da chúng ta nó dịu lại, nó không bị hiện tượng mà đỏ, sưng hay rát gì trong cái quá trình vi kim nữa nhé các chị nhé. Đây ạ. Các chị nhớ nha, chúng ta sẽ để cái nước ở cái độ ẩm thích hợp thôi ạ.
Rồi các chị yêu ha. Chúng ta sẽ để ở trên mặt của chúng ta tầm khoảng 15 phút như thế này. Sau đó thì khi mà khô miếng mặt nạ thì chúng ta sẽ bôi lại cả lớp tế bào gốc. Và nếu như các chị mà làm ban đêm thì chúng ta sẽ bôi lại tế bào gốc và kết thúc cái quá trình mà thay da. Nhưng mà nếu như mà các chị làm ban ngày thì chúng ta sau khi bôi tế bào gốc xong thì chúng ta sẽ bôi cho em ấy một cái lớp kem chống nắng. Kem chống nắng trong liệu trình này thì em ấy khuyên các chị sử dụng kem chống nắng có chứa tế bào gốc EGF cùng với cái bộ sản phẩm này để giúp làm cho cái da của chúng ta nó không bị sạm và không bị kích ứng trong cái quá trình mà thay da nhé các chị nhé. Đó, và chúng ta sẽ chờ để cho miếng mặt nạ này khô. Sau đó thì em sẽ bóc miếng mặt nạ này để cho các chị thấy cái sự thay đổi hoàn toàn của cái làn da của em sau tầm khoảng 15 phút nha các chị nhé. Bây giờ thì sau khi được 15 phút miếng mặt nạ đã khô rồi thì em ấy sẽ bóc ra để cho các chị có thể nhìn thấy rõ cái sự thay đổi trên làn da của em ấy nha các chị nha. Đó, các chị thấy là làn da của em đã có cái sự thay đổi, tức là da nó đã sáng hơn, trắng hơn rất là nhiều so với trước khi mà em ấy làm cái sản phẩm peel này. Và bây giờ thì em sẽ lau sạch mặt đi. Mình sẽ lau sạch những cái phần mà da còn lại, những cái phần mà cái miếng mặt nạ rong biển ấy nó để lại trên da. Sau đó thì chị em chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc để chúng ta lau đi toàn bộ những chúng ta sẽ lau đi để cho nó sạch hẳn nhé các chị nhé. Cái lúc mà chúng ta sử dụng đến cái vi kim này xong, thay lớp da mới xong thì các chị em của chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái nước mà có thể uống được, nước đã được làm sạch và không có vi khuẩn để làm cho cái da của chúng ta nó không bị hiện tượng là mụn nhé các chị nhé. Đó, các chị thấy không, khi mà peel da không bị rát, không bị sưng và đặc biệt nữa là không có bị đỏ và chúng ta có thể đi làm luôn, chứ chúng ta không phải chờ mấy ngày sau nó cứ đỏ lên, nó sạm ra, sau đó nó mới bong ra như cái liệu trình peel cũ trước đây. Thì bây giờ da của em ấy đã được làm sạch rồi, em lại tiếp tục lấy một cái lượng, một cái bông tẩy trang như thế này và em sẽ sử dụng cái nước hoa hồng để em lau lại trên gương mặt của em một lần nữa trước khi mà sử dụng tế bào gốc. Và hiện tại thì do là em làm vào ban ngày thì em sẽ sử dụng một lớp kem chống nắng nữa, nhưng mà nếu như chị nào làm vào ban đêm thì chúng ta không cần phải sử dụng nước chống nắng, một lớp kem chống nắng, mà chỉ cần sử dụng cái lớp tế bào gốc xong là chúng ta đã kết thúc cái quá trình mà peel da rồi nhé các chị nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ sử dụng cái tế bào gốc này. Cái tế bào gốc B-cell này là tế bào gốc mà nó rất là hiệu quả này. Trước đây thì ví dụ như là các chị phải sử dụng cái tế bào gốc cũ là sử dụng 4 loại, nhưng mà bây giờ chỉ với một lọ sản phẩm này thôi thì nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh cả vấn đề về da nám, da lão hóa, da bị nếp nhăn, da bị trùng nhão chảy xệ và da bị mụn. Đặc biệt là da bị mụn thì rất là nhanh, chỉ sau khoảng 2 đến 3 ngày thôi là những cái nốt mụn nó sẽ tự có khô cồi và nó sẽ bong ra khỏi cái lớp da của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ bôi nhiều một chút trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ bôi nhiều vào chút một chút. Khi mà chúng ta sử dụng cái tay để tác động lực vào da bôi tế bào gốc thì các chị sẽ thấy là nó sẽ vẫn có một chút cái cảm giác hơi châm chích nhẹ ở dưới da. Đây là lúc mà chúng ta tác động vào da và cái kim ấy, cái kim nano ở trong cái tảo sinh học thì nó sẽ vẫn ở nằm dưới cái lớp trung bì da của các chị và nó tiếp tục nó đang tan ra, nên là khi mà chúng ta chạm vào thì nó có cái hiện tượng là nó hơi châm chích nhẹ một chút, nhưng mà không có vấn đề gì nhé các chị nhé. Đó là cái hiện tượng kim đang tan, cái tảo ở dưới nó đang có những cái kim nó đang tan, không có vấn đề gì hết. Đó, sau khi các chị bôi một lượt cái tế bào gốc như thế này rồi thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng đến cái kem chống nắng. Sau khi bôi xong thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cho Huế cái lớp kem chống nắng. Và em Huế lưu ý này, trong 3 ngày đầu khi vi kim chúng ta sẽ không sử dụng cái sữa rửa mặt, chúng ta không sử dụng bất cứ một loại kem dưỡng da nào ngoài tế bào gốc và kem chống nắng ban ngày nha các chị nhé. Tế bào gốc thì một ngày chúng ta có thể, trong 3 ngày đầu chúng ta có thể sử dụng ngày 3 lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Trước các bước dưỡng da thì chúng ta nên lau qua nước hoa hồng, sau đó sử dụng tế bào gốc. Và ban ngày, ví dụ buổi sáng và buổi trưa thì chúng ta sau khi sử dụng tế bào gốc xong thì chúng ta sẽ sử dụng cho Huế một lớp kem chống nắng phủ lên trên lớp tế bào gốc để làm cho cái da chúng ta nó được an toàn và không bị hiện tượng sạm xỉn màu. Đặc biệt nữa thì trong cái quá trình này thì chúng ta có thể, nếu như mà chúng ta vẫn đi làm nhiều, tiếp xúc với bụi bẩn nhiều, thì chúng ta có thể sử dụng cái sữa, cái nước rửa mặt dạng nước ấy,
ở trong cái quá trình vi kim nó rất là dịu nhẹ và nó phù hợp với cái da mới khi vi kim xong, chứ chúng ta sẽ không có sử dụng những cái sản phẩm nó chứa cồn nhiều, hoặc là chúng ta không có sử dụng những cái sản phẩm mà nó có chứa cái thành phần hóa chất trong cái thời gian 3 ngày đầu khi vi kim. Sau đó từ ngày thứ tư trở đi thì các chị có thể sử dụng bất cứ một cái sản phẩm nào cũng được, bởi vì sau cái lớp tế bào gốc thì chúng ta trong 3 ngày cái dinh dưỡng ở dưới da chúng ta nó vẫn còn đủ, tức là cái lượng tảo mà đưa vào trong da thì 3 ngày đầu thì nó vẫn còn đủ dinh dưỡng, nên chúng ta sẽ không cần phải sử dụng thêm bất cứ một cái sản phẩm kem dưỡng nào hết. Từ ngày thứ tư thì chúng ta mới phải bổ sung thêm những cái sản phẩm kem dưỡng ngoài cái lớp tế bào gốc nha các chị nhé. Đó, bình thường kem chống nắng thì em ấy sẽ vỗ, nhưng mà bởi vì do mới vi kim thì cái da chúng ta vẫn còn hiện tượng châm chích nên em ấy sẽ không vỗ, mà chúng ta sẽ bôi kem chống nắng đều ở trên khắp bề mặt da. Các chị thấy là cái lượng kem chống nắng mà em sử dụng rất là nhiều đúng không? Các chị làm sao mà cái kem chống nắng này này, một tháng các chị phải sử dụng hết cho em một cái lượng kem, cái hộp kem tầm khoảng 50g hoặc 50ml á. Đó thì nó mới đủ cái lượng để mà chống nắng trong bảo vệ da. Bởi vì nếu như mà da chúng ta đang non như thế này, chúng ta không bảo vệ da, không chống nắng nhiều, thì gần như là cái da chúng ta nó sẽ quay trở lại cái quá trình bị oxy hóa và bị sừng hóa như cũ. Thì cái quá trình mà peel da nó sẽ, hiệu quả của nó sẽ không có kéo dài được nhiều thời gian. Chính vì thế sau khi peel xong chúng ta sẽ phải sử dụng rất nhiều kem chống nắng cho em nha. Trong 3 ngày đầu thì 3 ngày sử dụng vi kim, ngày sử dụng tế bào gốc cho em là 3 lần. Còn lại từ ngày thứ tư trở đi thì có thể là một ngày các chị sử dụng tế bào gốc 2 lần. Nhưng kem chống nắng thì cứ tầm khoảng 3 tiếng, 4 tiếng là các chị bôi lại một lần cho em nha. Chúng ta có thể sử dụng một lớp xịt khoáng, sau đó thì chúng ta sẽ sau khi sử dụng lớp xịt khoáng xong thì chúng ta có thể bôi ngay được kem chống nắng nếu như chúng ta đi làm. Còn nếu như ở nhà thì các chị có thể là sử dụng xịt khoáng xong, các chị lau qua cho em Huế một lớp nước hoa hồng, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lại, bôi cho em Huế lại cái kem chống nắng nha các chị yêu ha. Đó, với tất cả những cái quy trình dưỡng da như thế này, em đã kết thúc cái quy trình mà thay da sinh học rồi bằng cái bộ sản phẩm siêu vi kim nano thế hệ mới nhất rồi. Nên là các chị có vấn đề gì liên quan đến da nám, da mụn, da bị lão hóa, da bị nếp nhăn, trùng nhão, chảy xệ, và các chị sử dụng rất nhiều mỹ phẩm nhưng mà da bị lì, không có hấp thụ được cái sản phẩm dưỡng mà các chị hiện tại đang có, mặc dù rất là đắt tiền nhưng mà không có hiệu quả, thì các chị hãy inbox ngay cho bên em để bên em có thể hỗ trợ giúp cho các chị có được một cái làn da mới. Từ đó thì cái việc mà dưỡng da của các chị, cũng như từ đó thì cái việc mà điều trị những cái làn da bị nám, bị mụn, bị lão hóa, bị nếp nhăn, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta không peel da mà chúng ta sử dụng vào liệu trình điều trị luôn các chị nhé. Dạ rồi, vậy thì em ấy sẽ kết thúc cái livestream này ở tại đây, và em chúc các chị luôn luôn có được một cái làn da thực sự là đẹp như là các chị mong muốn, và em chào tạm biệt các chị, hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.